Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Mỗi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biết rộng, gồm một phương trời xây hàng lý. Miền trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Gió về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu gành. Đường em đi đường nở hoa cắm luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa cắm bốn mùa. Chịu bỏ việc thì lại là thành cái kiến hát, cái kiến ra
ba ngày hoặc là chúng ta sẽ bị liệt vị bẹn nằm ngang. Còn có nhiều bạn mở cơ hội bạn giống như em mở thì dĩ nhiên mình mở, khi mình mở miệng là đồng nghĩa với cái lực mình phải có hơi đẩy lên. Còn đây là em mở miệng nhưng mà hơi em có cho nên vẫn mở cái miệng to nhưng mà có hơi chút xìu à, hiểu không? Để gặp anh Lê Trung trong cái kinh nghiệm đi, ngày mùa sau đi lại nha. Để cảm ơn em. Khơi lòng bao hồi nhớ
trời là mưa đất ai cho ơi. Từ đầu đâu cái bệnh này, cái bệnh cũng rất lớn, cái bệnh giống bệnh quê lắm. Chơi giống như là lấy đà trước khi chạy thì lấy cái đà đúng chưa, đâu có được đúng không. Cái ông bệnh nguyên nhà, ông bệnh nguyên nhà bông ra này hồi đó bị cái tật nó nặng lắm á, nhưng mà sửa sau này sửa được rồi, cho nên các em phải sửa lại. Phải sửa là các khác đừng bao giờ mà kiểu lấy đà mà lấy một cái chớp chứ. Chơi ừ là cái gì, tự nhiên một ừ một cái trước rồi mấy khác không nhất hơi sâu vô, cái đó là một trong những lỗi phát sinh, lại phát sinh nữa của bài này. Một cái hơi thở là như vậy, cái hơi thở khác không được đâu, để cố gắng tập hơi thở lại nha. Nói chung là chưa có được đạt được cái tiêu chí đâu.